Đấy là mình xem cái sau này mình đi mình tránh thôi. Xe kia vào kéo ra, xe kia vào kéo ra. Xe kia vào kéo ra. Đi anh. Lôi xe. Tránh xe lùi à? Tránh đi. Vào chân đấy. Giờ là lôi người ra. Đứng dẹp đây người ta lùi. Xe kéo xe để đứng giữa đó làm gì? Tao đứng làm nhiều chứ. Đó, kéo giật ra để bắt người ra. Vâng, đem gọn xem đi. Thẳng cứ cái công an. Các ông ấy bảo thẳng cứ cái công an. Nói. Đấy, nó lại áp vào. Đấy là. Đang xem lấy người ra Thủy ơi. Giờ mới lấy người ra. Lấy người ra chị xem không? Không biết kêu. Không, phải né ra đi cùng nữa đấy. Bao nhiêu nó chưa ra được, nhưng con chẳng còn chỉ lấy người cơ. Chị ơi, đúng rồi, sang kia đấy, chỗ này đẹp, Lên xe rồi. Người đang bẹp dĩ với chưa lấy ra được mà bây giờ mới kéo ra. Xe kia chạy lên mà. Xe kia bị nén lên.
giật ông ra chết dí luôn, chắc bét trong đó luôn. Thôi thống chất ở trên ngồi xuống đây. Nói giữa ế vợ luôn đấy. Ôi, hay bà em này ngồi xuống đỡ xong người ta không xem đỡ đẩy đẩy lên đó. Cái sao luôn thì cũng ngồi xuống người ta đỡ đẩy lên rốt lắm. Không, nói gì này? Ê, bây giờ ngồi im bà tâm đi lắm ngồi. Thấy không, ngồi xuống người ta không đẩy mình nữa. Mình mà đứng là người ta đẩy. Cái bạn có đừng được không? Ê, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Ngồi là được. Cứ ngồi xuống là được. Đang ấm nhờ trời lạnh này. Ở nhà mà không có điều hòa là nóng ra đây toát mồ hôi cứ xem. Nóng không em quạt chưa? Thành Hóa kích lên, bây giờ phải kích cái kia lên mới ra được. Chèn sâu quá. Phải kích cái xe khách kia lên. Ăn dí ăn đầu. Đâm bẹp. Xe con là Thanh Hóa, còn xe khách là Hà Nội anh ạ. Xe con say rượu đâm mấy lần vào vỉa hè xong mới lên đây đâm vào ô tô. Vẫn chưa có người nhà nhá, xe con này vẫn chưa có người nhà đến. Bị gần 2 tiếng, hơn 2 tiếng vẫn chưa có người nhà. Bây giờ đang lôi ra để lấy người ra. Dính chắc quá không lôi được xe ô tô ra. Đi xuống tiếp khách ở dưới Sầm Sơn xong mà say rượu đi về. Say rượu cũng không rõ lắm nhưng mà đâm 2 lần vào vỉa hè rồi, bây giờ mới là lần thứ 3 đâm ô tô. Cát đứt sao đó mà bật. Cát đánh này nè. Phát trực tiếp mà phát nhanh.
Tuy là trời rất nóng, mọi người vẫn hóng không chịu về nha. Đâu, tài xế. Tài xế. Chỗ nó nằm ngược lên như này, thấy sao được? Tự nhiên hôm nay được với đây Sùng Sơn chơi. Kích ô tô tải lên. Kích ô tô khách đến bây giờ này. Chưa người nhà, chưa biết em ạ. Vẫn chưa thấy người nhà xe con đấy. Về đi công tí rồi bắt cóc rồi. Bọn mình chia sẻ anh nhóm với anh này. Xe dính chặt quá cho nên giờ là phải tháo bánh lốp xe của xe con này với lấy cái xe lôi ra để lấy người ra người trong đó. Có một lái xe anh ạ, một lái xe say rượu đi xuống Sầm Sơn tiếp khách xong đi về. Đã tiếp tục ngồi xuống này, xe xong ngồi xuống lại ngồi xuống đây
Ngồi xuống đi cụ. Muốn đường sau họ không đẩy mình thì phải ngồi xuống. Cậu luôn xe ra. Ngồi xuống. Ngồi xuống cho anh em. Đằng nào ta lấy ra ta để bên đây. Ai u? Vậy mà chú không đuổi theo. Đùa. Đâu chỉ có tắm nhở. Dinh gì? Tôi nghe có đồng hồ lắm đấy. Nghe mà. Tôi về quay sẽ bực nữa, quay sẽ đinh thánh rồi đó. Ra ngoài hết dây. Dây nhưng mà quan trọng dây dán được. Dây lại dán được cái khổ. Nó dồn cái lốc từ phòng mà bung ra. Ngoài dây rồi anh. Trong dây chú cho cái đầu lùi hết chứ đang làm việc.
chưa thấy người nhỉ? Chưa. Chưa ra được, chưa ra được. Ép hết. Có người xuống rồi. Anh em bạn bè chưa về gia đình. Ờ, như là có anh em bạn bè chứ không phải trong người trong gia đình. Đấy, bây giờ lấy ra. Ôi, lôi sao vậy à? Lôi sao vậy? Một người say rượu đâm vào xe khách anh ơi. Một người chết, mùa chết, nát người, nát đôi ra thiếu gì. Có anh em bạn bè đến rồi nhưng mà chưa thấy gia đình thôi. Tại vì là hình như nghe nói của Hậu Lộc. Đúng rồi, 17091. Gần chỗ đợi chỗ đại đội Nam Sông Má ngay gần cả thư để xanh đỏ Quảng Tiến. Tác hại của rượu bia. Mang chân ra ngoài được. Chưa em ơi, chưa lô được cách nào ra người em ạ. Người em vẫn đang ở trong xe. Ờ đúng rồi, sai. Đang nghiên cứu cách mở cửa để lôi người ra. Là phải nát tươm dồn hết. Ôi chỗ lúc này đông người lắm, đứng ở đây phường HD nào. Đứng ở đây phường HD nào. Đông người bố mẹ ơi, anh bò. Về cái ngữ mấy cháu. Dưới Nam Sông Mã ngay gần ngã tư đèn xanh đỏ Quảng Tiến. Xem lùi hết cả ra. Hình như đang đoán là người Hộ Lộc. Có mỗi cái ô tô không cứ quay vậy. Từ nãy giờ thì đúng là đi phụ cậu. Ê, xin anh cậu. Em đứng quản lý cho xe cậu người ta vào. Ba cái xe cứu hộ vẫn chưa ra được. Vừa cái xe khách nhỉ. Ba cái cứu hộ vẫn chưa giải quyết được. Không ép dây nhau. Không ép dây.
Đâu chị? Mở ra và lấy người chứ. Đâu chị đem xe đi. Ai bảo chị? Nát tươm này. Cái này, cái này. Cấu ghét xe lên mà. Đi không mở nhà. Không mở được cửa. Không mở được cửa, bắt buộc phải mang về nhà. Mang về nhà xác. Cấu nguyên xe mang về luôn. Không cho lấy xác ra nè. Xác nát đấy rồi cho nên bây giờ phải cấu nguyên cái xe về chứ không không dỡ ở đây nữa. Nát hết người rồi anh ạ, bây giờ phải cấu nguyên xe về nhà xác chứ không 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 bóc ở đây nữa. Không tay sử dụng được hai chỉ chân này cũng mới được hơn. Không tay mới chỉ tay. Kinh là không lấy được người ra nhỉ, nát tươm. Nó là mẹ 400 lát, đeo thấy cầm. Ông này hơn 50 rồi. Già rồi, già. Ăn uống ở dưới quán đây các bạn mời sang ăn, ăn xong đi về đấy. Xài quá, xài quá. Đời nãy đâm nó vào biển quá, thường nữa. Xài quá, xài khách là nó chẳng nói. Đây nè, đánh hết lái chứ, đánh hết lái mình kia. Bây giờ phải cấu nguyên cái xe về không gỡ được người ra nữa. Tại vì người trong xe nát hết rồi. Não đang văng ra đằng sau, kính sau. Não đây nè. Cấu luôn kìa. Cấu hay là giật ra? Đâu? Giật ra chứ. Không. Đâu, không cấu được, không cấu được. Nên răng lấy được cả. Đây là xe đi giữ này, có xe đi cấu gãy cái thùng ra này. Đây này, xe đi cấu bằng cái cửa. Không kiểm tra. Không kiểm tra ra ngoài đi. Đây là ở bộ về đó. Không cấu được. Đấy xe kia giữ kìa, còn xe này là móc đây. Nắn ra, nắn thì lấy ra không gọi cứu hỏa ra. Cầm máy tao cái xe khách tránh hết cỡ không được, tại vì là lái xe con xe diệt đâm 2-3 lần rồi xong biết đâm thẳng vào xe khách. Anh công an anh né một cái, anh này qua này. Người như là đi tiêu đi trôn nát giá kiều chọc luôn đó. Ôi ngồi đem bỏ xuống anh em bữa cho coi xỉa nha. Nóng thì bệnh tay ống mà. Đó thành vậy thì tức là có về không? Chưa được cái gì không mà về. Chưa nóng được gì. Đứng đầu đây á. Một người nó còn móc móc ở đây này chứ. Đó thì em bảo là móc ra, giật ra chứ không phải là ấy. Đằng răng cái chuyện mang về nhà xem. Chết đâu đi. Đang giật ra. Cứ ngồi xuống lạnh, ngồi xuống quanh. Yên tâm ngồi xuống quanh. Giật được tí một ra. Nó còn cong hết rồi. Cái bộ thuê tiền máy càng lấy tiền hơi cao. Anh ngồi trước cho. Chú cho chú ngồi sau. Rồi ok. Ngủ này, nãy em ngồi em dễ chịu hơn. Ngủ.
mát đấy, ngồi xuống là mát cực kỳ luôn. Đấy. Yeah. Ui rồi. Lồi à? Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi lồi dài. Ui rồi lồi. Ngồi xuống, ngồi xuống mà thấy cho rõ. Ai lái xe nhờ? Về là học. Ủa lôi ra, lôi ra bằng. Để cho ngồi xuống đằng sau coi tí. Chưa em ơi, bạn đang bây giờ đang lôi khung xe ra. Đường sau từ từ nhá, để tôi chụp. Em mà ngồi lại đi. Đè bẹp luôn đấy. Em mà ngồi lại mắc kẹt đó. Đẹp đánh nhau còn đây là kinh dị à, kinh dị nói nghe được đấy. Chó đen xanh nhìn được không? Tính được. Đến nơi rồi chuột à? Cái ông Trần, ông Trần mở quần mà nó biết được kinh đấy. Anh mà lại, anh thì tham gia mọi đến luôn. Đến nào thì biết. Nhưng mà nó chưa biết. Ơi. Thật quá nhỉ. Phải, thật quá này. Ai thấy anh công an đặt cho anh cho một like. Ừ. Quay cho mọi người xem không? Ra một khoảng gần 5.000 người nó xem. Thế bảo sư quân điều hồng là phần xin khách chờ của đoàn du lịch Hà Nội sau. 17091. Nhấn xe 17091. Đâu em mới bảo là chú không nhường cho tí. Đâu bây giờ người ta mới khi lên chí vậy nè. Cũng chiều này mà. Thánh xanh biến mày em. Lôi 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 sống một giây nào. Alo. Đang người cho đèn xanh đèn đỏ còn tím. Đây, nhưng chỉ đi được rồi. Bây giờ máy còn 1% thôi. Ngồi xuống. Đây là số lượng người nha. Tiếp tục ngồi xuống. Ôi, ngồi xuống. Ngồi xuống này, ngồi xuống này. Bác này, bác ngồi xuống đây bác. Ngồi xuống cho mọi người đằng sau ngồi xem người ta chửi không. Ngồi xuống đỡ bị đấy. Có anh em bạn bè đến không anh ạ? Cô ơi, ngồi xuống rồi, chú. Cô ơi, cô ngồi xuống cho người sau xem người ta đỡ đuối. Có cần anh cắm pin cho nè. Đang lôi người ra, đang lôi người ra đây. Anh vừa đó về sau, hòa này. Anh vừa đó về sau. À, thưa bà, cũng hóng nha, mẹ đang hòa đi. Cũng thích không? Không, xe đúng không? Đang đây. Ôi dồi ôi. Mèo ơi. Mèo ơi, nát đấy trời. Ôi trời ơi. Mèo ơi. Ai dạ. Ngồi xuống. Ôi. Mất mẹ. Mẹ đau. Ôi trời. Nát luôn ở trên rồi cả nhà. Ra ngoài đi. Quấn chiếu vào này. Quấn luôn không được. Ra ngoài. Chờ hớp mãi. Đuổi hết ra ngoài. Thôi đâu quấn chiếu. Đuổi ra ngoài. Từ giờ từ từ đó. Ai đi đây? Đi ra thôi.
Lấy cầm búa đập bỏ đi. Không tại đánh người đi về đi. Đông đầu màu.